Thế bây giờ có cần nói chuyện để dành ra khoảng tầm 15 giây không hay sao? Colatura di Alici là loại gia vị gì của người Ý? Ai chả? Dầu ớt, bột tỏi, sốt cà chua hay là nước mắm? Xin mời bạn. Đối với câu hỏi này thì tôi loại ngay được phương án D là nước mắm rồi. Tức là bạn cho rằng người Ý không ăn nước mắm? Tôi nghĩ vậy. Vâng. Vâng. Thế còn dầu ớt, sốt cà chua, bột tỏi, chắc là tôi sẽ phải xin một sự trợ giúp. Vâng. Nhưng mà tôi đang tính xem là sẽ trợ giúp của... Chúng ta cũng có một người sống ở Ý nhiều năm. Vâng. Vâng. À, tôi xin sự trợ giúp của... Của hai nhà thông thái ạ. Hai nhà thông thái. Dạ vâng. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào. Vâng, người chơi của chúng tôi đang có một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái tư vấn. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng. Các nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Colatura di Alici là loại gia vị gì của người Ý? Của anh Ngọc. A. Dầu ớt, B. Bột tỏi, C. Sốt cà chua và D. Nước mắm ạ. Thế bây giờ có cần nói chuyện để dành ra khoảng 15 giây không hay sao? Thực ra gọi nó là bột tỏi không đúng này, sốt cà chua không đúng này, dầu ớt không đúng này. Gọi là nước mắm là theo cách gọi của chúng ta thôi. Theo cách gọi của chúng ta thôi, bởi vì cái này nó làm từ con cá trích ấy của Ý, là con Alici ấy, cho nên là đáp án D là đáp án đúng. À dạ vâng. Dạ cảm ơn hai nhà thông thái. Ôi đúng phương án mà mình lại loại ngay từ đầu. Bạn quên mất đây vâng. Là câu 9. Dạ. Câu 9 thì thường các phương án nó đều bất ngờ lắm. Vâng, bất ngờ thật. Tôi đã chứng kiến vâng. Rất nhiều người chơi là cứ phương án nào loại đầu tiên lại đến là phương án đúng. Và bạn đã loại phương án D là phương án đầu tiên. Vâng, đúng rồi. Vâng. Trong đầu tôi là loại ngay cái phương án đầu tiên đấy luôn. Vâng, nghe là thấy nước mắm là thấy ngay Việt Nam. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Không nghĩ đến nước mắm thật. Vâng, tôi hoàn toàn tin tưởng hai nhà thông thái và tôi quyết định là chọn theo tư vấn của hai nhà thông thái đó là D, nước mắm là D. Phương án cuối cùng của tôi ạ. Nước mắm. Vâng. Vâng. Và chúng ta cũng đã có người Ý gốc Việt ở đây rồi thì không có gì để nghi ngờ cả. Phương án D là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Vâng ạ, chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chúc mừng hai nhà thông thái. Vâng. Vâng. Chúng ta gọi là nước mắm là theo cái kiểu nôm na của người Việt Nam của chúng ta thôi, nhưng mà cái cách mà họ làm cái loại nước này thì nó cũng gần giống như nước mắm của chúng ta, nhưng mà họ cũng dùng cái con cá trích nó bé bé bằng ngón tay này, thế xong rồi họ cho ướp vào muối ấy. Sau đó thì nó sẽ tạo ra một cái nước rất là thơm mà có vị cá, tức là người ta ăn cả cái cả nước rồi anh, có cả cá cả nước luôn. Vâng. Thế thường món nào ở Ý sẽ có món này, có gia vị này? Thường là đi với cả spaghetti, tức là mì Ý, nhưng mà không phải là loại mì nào cũng có thể đi với cả loại gia vị này. À vâng. Thế hôm nào anh dẫn em đi ăn nhé. Nhất trí. Ok, đấy, mọi người làm chứng nhé. Xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng, cảm ơn hai nhà thông thái ạ.